Hi, xin chào tất cả anh em. Thì trong video này mình sẽ review để thử xem cái ưu đãi nạp trực tiếp 25k công 25k thủ này nó sẽ như thế nào. Thì anh em nhìn vào trong cái phần nạp trực tiếp thì anh em sẽ nhìn thấy, một là gói siêu cấp, hai là gói thần trang. Thì ở đây cái gói thần trang này nó có 6k Vesu, nó 6k Vesu thì ở đây nó sẽ có một cái danh hiệu đó. Thì trong video này mình sẽ review về cái này để thử xem. Cái này thì nó sẽ có 1 triệu lượt chiến nha nè. Ép đánh quái là 20%, tỷ lệ bạo là 5k, có 5%. Công 25k, thủ 25k, phá giáp 25k. Có nghĩa là đầu game cái này là quan trọng nhất. Cái này là quan trọng nhất nha nè. Đối với những người không có tiền hoặc là những cái người mà nạp từ giá 1 triệu trở lại thì đây là cái quan trọng nhất để mà anh em lên. Nhưng mà mình cũng không biết là anh em nhìn thấy là cái này 3 Vesu, còn cái là 6k Vesu. Quan trọng là cái này, cái danh hiệu này nè đó. Còn cái 3k này thì mình cũng không quan trọng lắm. Nhận ngay trang bị 7 giai 3 sao thần trang ngày tương ứng, có nghĩa là anh em nhân vật nào phái nào nó sẽ chọn cho anh em phái đó. Thì cái chuyện này mình từ từ mình tính sau nha nè. Và cái đặc biệt á, là cái thời gian của nó chỉ có một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên có nghĩa là kể từ khi mà game open nó chỉ có ngày đầu tiên thôi, từ khi server mở đó nè, cho nên là rất là quan trọng. Rồi bây giờ mình sẽ vào nạp thử nha nè. Thì nạp thì anh em sẽ lên cái trang chủ của nó, anh em nạp.vgp.lay.vn. Thì đây là mình đã đăng nhập sẵn rồi nè. Và sẵn đây mình giới thiệu sơ qua luôn nha anh em. Cái game này nó hơi cái khốn nạn một cái á, là nó là cái game chính chủ, nhưng mà nó nạp vào cái thẻ chính chủ của nó thì nó không được 100%, cũng chỉ được là 95% thôi. Anh em nhìn thấy này, nạp 1 triệu cũng được 950k xu, có 100k chứ. Thì 1 triệu cũng được cái nhiêu ta, ở đây nó không có để 1 triệu 200 500 đúng không, 1 triệu cũng chỉ là 9k năm thôi anh em, đó 9.500k xu thôi, chứ cũng không có đầy một đầy đủ 100%. Nó sẽ có một cái gọi là anh em sẽ nạp là 10k xu, khi đó nó sẽ có cái phần nạp trực tiếp mà sẽ nhận 10% về cái chiết khấu của nó đó. Thì anh em phải nạp 10k xu, trước tiên là anh em phải nạp 1 triệu. Thì trong đây anh em mình sẽ hướng dẫn giới thiệu sơ qua năm về cái ví Momo thì nó cũng vậy thôi, cũng đi gan như Vesu thôi đó, nó cũng như là VGP của nó thôi. Thằng Vcoin của thẻ của thằng VTC thì cũng vậy thôi, nhận giảm đi 15%. Còn cái thẻ Gate thì nó cũng giảm 15% luôn. Còn Viettel thì giảm này nó 10% hết á. Nó coi đúng là cũng 5% anh em, 5%. Thẻ Viettel thì nó giảm tới 35% anh em. Cái trường hợp này anh em cạc kẹt á, anh em cạc kẹt, anh em nạp cái cạc 20k, kẹt nạp cái thẻ 20k vô rồi anh em lấy cái nạp đầu thì cũng được anh em. Tại vì nếu không có thẻ 10k thì lấy cái nạp đầu cũng được. Thì ở phần đây nạp mình sẽ không nói nha anh em, số series mở thẻ mình sẽ không nói nha, cái này là ai cũng biết rồi. Còn quan trọng ở đây nó sẽ có cái thẻ ATM này thì nó sẽ nhận được 100%. Nhưng mà mình ở đây mình cũng không biết là đây nó có thể để Visa, nói chung là để Visa ATM nè, đó thẻ Visa nha nè. Thì cái tỷ lệ nạp của nó sẽ được 100%. Trong video này mình sẽ nạp luôn 1 triệu. Rồi để coi xác nhận. Rồi ở đây nó sẽ hiện lên với cái phần anh em có thể chuyển nè anh em, ví dụ như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế, thẻ Visa hay là ứng dụng của VNPAY đó, thì anh em có thể sử dụng nha. Mình sử dụng thẻ Visa nha. Rồi cái này thì anh em tự điền nha anh em. Mã số thẻ đây 16 số nè, ngày hết hạn nè, 3 số phía sau, tên đây, tên khách hàng, email. Rồi thì bây giờ đã được 10k xu rồi anh em ơi. Để xem quay trở lại game coi mình có thể mua trực tiếp hay là mua trên như thế nào đây. Rồi nhắn cái là mua, nó báo mua liền anh em ơi. Rồi thì anh em nhìn thấy này, ở đây đang có là 13k công, 575k lực chiến. Quất một phát thì nó lên được hơn 1 triệu lực chiến anh em, tùy thuộc vào cái lực chiến của cái chỉ số thuộc tính của anh em có sẵn, cộng thêm nó là 1 triệu nữa là nó là hơn 1,6 triệu rồi, nó hơn 1,6 triệu, hơn 1,5 triệu. Rồi thì ở đây nó sẽ còn một cái nữa nè, đó đây nó còn cái nữa, thì nó có cái cây này thì mình cũng không biết là nó như thế nào. Anh em biết không, 3 cao su rồi, nếu mà mua luôn cái này á, mua luôn cái này thì nó sẽ, cái này nó chỉ có 200k lực chiến thôi anh em ơi, nó chỉ có 200k lực chiến thôi, nhưng mà mua cái này thì nó sẽ được cái đá bộ anh em, 240 viên đá bộ, 800 cái viên này. Nói thiệt với anh em mình cũng không biết mua hay không, không biết có nên mua hay không anh em, nhưng mà 800 viên đá này thì đầu game là anh em chắc cực kỳ, cũng là cực kỳ khỏe nha, nếu anh em nạp 1 triệu vô là cực kỳ khỏe. Còn cái cây này thì trang bị hồng thì mình không nói rồi, trang bị hồng thôi rồi lỡ rồi anh em. Nếu mà mua cái này rồi chắc mình cũng không biết là có lên được VIP 4 hay không nữa, tại vì mình cũng không biết để coi nạp, ví dụ mình nạp để một k visu thì không biết là nó, đây là cái gì ra, 170 visu hả, đây 170 visu thì nó sẽ được cái này, cái như vậy là nó sẽ không, anh em mua cái gói đó nó sẽ không tính vào cái phần nạp đầu của anh em nha anh em, không tính vào cái phần nạp đầu. Ở thời sân boss cái này là cái gì đó ta, cái này thì cũng là cái danh hiệu thôi, nhưng mà nó cũng không tăng lên nhiều, mà nó tăng cái chỉ số đánh boss này nè, 19k thôi cũng không nhiều. Quan trọng là cái này, cái nạp đầu thánh ắn 170 visu nha nè, 170 visu. Anh em biết không, nếu anh em có tiền rồi anh em sẽ nhắn tầm bậy tầm bạ giống như mình vậy đó, càng nhắn càng chết, càng nhắn càng lúng nha anh em. Rồi nhận luôn anh em ơi, chà chả đụng cái nào nó cũng hiện lên. Đúng là cái game này nó thật là khốn nạn quá đi, mà nó thấy anh em có tiền rồi cái gì nó cũng hiện lên hết trơn anh em ơi. Rồi dùng luôn anh em, đấy 20k. Cái này đang level 150, dùng lên cấp thì chắc là không được cấp rồi anh em ơi. Đó, đó. Sau khi anh em mua cái này rồi anh em xin vô ban rất là dễ, tại vì lúc nãy anh em mình xin vô ban rất là khó anh em, khó lắm, xin vô ban không ai cho chứ. Đó bây giờ để xin vô ban thử coi anh em. Cái gì thì cái, anh em có lực chiến rồi thì anh em vô ban mới dễ, còn không có lực chiến là anh em phải tự tạo cái ban của anh em mới dễ vô thôi, còn nếu không anh em xin rất là khó luôn, đảm bảo anh em. Đấy chưa có VIP luôn, VIP không mới ghê đấy chứ. Rồi để coi nạp ở đây nó sẽ có cái giá là chà chả 1000 visu, 1000 visu thì nó chỉ có 800 anh em, chết cha. Vậy như vậy là không đủ mua rồi anh em ơi, không đủ mua rồi. Anh em nhìn thấy nè, cái VIP 4 này anh em không cần nạp anh em vẫn lên được VIP 4 nha, không cần nạp anh em vẫn lên VIP 4, anh em tham gia hoạt động bang, anh em tham gia đấu giá bang thì anh em sẽ được vàng, anh em sẽ được vàng. Hai anh em nhìn thấy 2k visu chỉ có 800 nguyên bảo thôi anh em. Hai k visu chỉ có 800 nguyên bảo thôi. Rồi trước tiên mình sẽ lên VIP 4 trước, mình sẽ không mua cái đó anh em, mình sẽ không mua cái kia, cái kia thì rồi mình sẽ mua thêm, mình có 800 rồi đúng không, 800 mình sẽ mua thêm 500 nữa là vừa đủ. Rồi như vậy là nạp, mình vừa nạp xong 1 triệu thì anh em cũng nhìn thấy 1 triệu của mình nó đã sạch sành xanh. Và mình đang có 1k vàng thì ngay lập tức 1k vàng của mình nó cũng sẽ không còn. Anh em tin không? Tin hay không tin thì cũng chấp nhận thôi anh em ơi. Đấy, đây là nạp server mới là gì? À, có phần thưởng nè nè. Rồi trước tiên lên cái VIP 4 trước đi, tính sau anh em ơi. Oh yeah, ta đã được VIP 4 và mừng hết biết luôn anh em ơi. Cái game này thật là khốn nạn quá mà. Nó hút máu nhiều quỷ vậy đó anh em ơi. Để coi, nhận nè, nhận luôn nè, nhận luôn, nhận luôn. Đấy, rồi đầu tư, đầu tư, nhận luôn nè. Nói chung là mà cái này mình mua VIP 4 là mình được nhận nha anh em. Mua lần đầu tiên mua VIP 4 thì được nhận nha. Đó, còn cái này tích nạp. Rồi nạp bao nhiêu đây? Nạp 98 kim nguyên bảo, nhận. Nạp 296 kim nguyên bảo, nhận. Nạp 456 kim nguyên bảo, nhận. Oh yeah. Oh, nếu mà nạp 1 triệu là nhận phần thưởng cũng nhiều lắm anh em ơi. Rồi đây nạp 976 nè, nhận. Ở đây nạp 1k98 nhận. Bởi vậy nói sao mà anh em không bị tớp đánh lồi cái mông ra ngoài được, đúng không? Cái này là nhà nạp 10k thì chắc mình không tới đâu anh em. 5k. Thời gian nó bao nhiêu ta? Còn 6 ngày nữa. Ở đây cánh này nó có tặng không ta, để nhận thử rồi nè. Đó, nhận luôn. Yeah. Còn 1 kim nguyên bảo luôn anh em ơi. Rồi, để xem bây giờ tới vào dùng thử coi được cái gì. Thư, có thư luôn đây. À, nạp thành công, nạp thành công. Chuyển chức. Rồi, xóa. Rồi, để coi dùng quảng hồn phiên. Kích hoạt. Phẹt một cái 10k y phục. Kích hoạt luôn. Không biết có vĩnh viễn hay không đây, kệ nó em. 300 công. Quẹt một cái vũ khí. À, 1k công. Quẹt một phát nữa. Tiên vật. Tiên vật này cánh, này cánh mấy đây ta? Ồ, cánh 3 nha anh em. Cánh level 3, cánh hồng nha anh em. 1k 2 công. Hết một phát nữa. Rồi 55k, quá sướng anh em ơi. Khung chat. Khung chat này tăng bao nhiêu? Không có nhiều hết. 3k8. Avatar. Avatar này cũng gan vậy chứ tầm khoảng 3k mấy á. 4k9. Rồi. À, tăng cái này luôn, tọa kỵ. À, cái lúc nãy cái gì nó để là tọa kỵ mấy đó nè, đúng không? Đây 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 đây, sử dụng 5 phát. Cần đạt đến bậc 5 hả? Con mẹ nó, bị nó dụ và mình tưởng nó úp một phát lên bậc 5 luôn. Bà nội cha nó lúc này là giận là chửi là phải rồi anh em ơi. Nó thật. Cỡ này mình hỗn dữ dằn lắm anh em. Mình chỉ chửi thay cho anh em thôi đó. Anh em biết sao? Mình cũng biết giận mà. Chơi vậy nó hút máu anh em cái kiểu đó mà mình không giận sao được. Nói thiệt với anh em. Mấy cái này là chắc kích hoạt dùng hết rồi anh em ơi. Đấy. Mấy cái này dùng hồi nãy hết rồi. À chưa. Trời. Con này con gì đây? Để coi cái này tăng bao nhiêu đây. 4 dài 200 điểm. Cái điểm này cũng không cao anh em ơi. Không cao. Không có chỉ số phần trăm. 20k không chỉ số phần trăm, không cao cho lắm đâu. À, được cái điểm công cam. Xác nhận. Một cái dù. Dù này có rồi, sử dụng rồi luôn anh em. một cái gì đây, cánh này dùng rồi luôn đấy. Cái hộp, à cái hộp này lựa chọn anh em ơi, để coi thằng Trang 3 sao nam nguyên liệu gàng, thằng Trang 3 sao nữ y khố quẩn hoa, thằng Trang 3 sao liên bội. Mình sẽ không lựa chọn bội liên đâu, tại vì cái khả năng của mình sẽ có liên với bội 3 sao rất là thấp nha, cho nên mình sẽ lên cái này đổi. Nó có rồi, bây giờ mình nâng được rồi đó anh em. Được nhiêu viên đây ta? Hết, dùng luôn. Để coi. Cái mafia này là khác anh em, phát phá. Đấy. No no. Ôi chà. Có tên nào no trong đây nữa à? Hắc Long Bang, khác phái. Thôi vậy tạm thời nhiêu đây thôi. Chưa có bang luôn anh em. Chết, chết ta rồi. Bây giờ ta chưa có bang nữa em ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ để coi nhân vật, trong nhân vật có gì nghe nam. Phù chú thì đây thay đổi được nè. Một cây công. Cây công, cái điểm công này nó cũng không có ngon bao nhiêu đâu anh em ơi. Mình chỉ mong ra mấy cái điểm phần trăm gì đó im im mới được, chứ thực chất mấy này cũng không tăng được bao nhiêu đâu. Em nhìn thấy là cũng chỉ 4 cái 600 mấy công, cũng chưa được 1k công. Đấy, bây giờ mình đã có cái tầm bảo rồi anh em. Đó. Chưa. Cái gì đây? Tám phát anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chẳng ra được cái gì hết trời ơi. Ông trời ơi, còn có 1 vàng thôi anh em à. 1 vàng thôi. Cái game này mà gặp mấy ông tớp, ông nạp, ông đánh cho anh em xì cái lỗ đít ra ngoài luôn, mình đảm bảo. Để coi đúc coi có gì đây anh em. Đây cái vũ khí của ta, ta sẽ cường quá lên. Cái đúc cường quá nhanh là nó đẩy một phát nó lên đều nha anh em. Mình thì mình chủ yếu mình lên cây công, cho nên là mình chỉ năng cây vũ khí thôi nha. Chứ mình để cường quá đều, cái nào nói là nó lên đều là nó quất phát rất là đều. Lúc đầu mình không để ý nè, cái hồi để ý thì nó nhìn lại thấy là con số này nó lên hết trơn rồi. Đấy. Đó, mình sẽ ưu tiên lên mấy cái công trước nha nè. Mấy cái điểm nào công mình sẽ ưu tiên lên trước nha. Ô, lâu quá đó anh em ơi, còn 200 mấy vạn. 200 mấy vạn thì để đây mình úp bảo thạch trước đi. Sẽ không cường quá đâu, cường quá mất thời gian của anh em lắm. Rồi mình cường quá luôn anh em, đợi bà vừa lên công vừa thủ đó anh em thấy không, một phát một sạch xanh luôn, không còn một miếng nào. Còn có 10k đồng, 10k xu gì đó. Rồi bảo tháp. Ồ, cái này chắc mình không chơi đâu anh em, mình không có tiền chơi mấy này đâu. Rút mấy cái này tan gia bại sản luôn đó, hết tiền rồi đó anh em ơi. Mình nạp ngày hôm nay là 1 tháng sau mình mới nạp tiếp đó nghe anh em, chứ không phải mình nạp ngày hôm nay là nạp tiếp còn nữa đâu, hết tiền rồi anh em ơi. Tháng sau mới nạp tiếp, vào ngày này tháng này mình mới nạp tiếp được nha. Rồi tiếp tục tiểu tiên đồng có gì đây? Kỹ năng. Rồi như vậy là nạp chưa nè, để còn có trang bị. Cái trang bị này là chưa nha. 2 3. Như vậy là nạp 1 triệu. Nếu anh em mà nạp 1 triệu mà ngon lành luôn, anh em đi săn boss ăn đồ có đồ xa anh em. ngày chắc tầm khoảng lên được 2 triệu một chuyến dư sức. Nó có thể nhận, có thể nhận. Nhận. Coi sảnh võ đài. Lúc này tập khỏe rồi, lúc nãy mình đầu tiên không vô để ý nè, nhắn vô cái này mình bị nó quýnh. Này như ta quá trời. Cái này với cái hệ thống của game anh em ơi. Đây để đây đi, võ đài đứng sau như nè. Cửu Châu vận mệnh. Kích hoạt cái này được thưởng cái gì đây ta? Trời ơi, ba cao su anh em ơi, ba cao su. Đồ. Trời, cái game này sao mà đồ nó tặng nhiều quá vậy ta? Để coi cái này cái trang bị bộ hay là cánh đây. Kinh vậy. Ôi cái game này nó tặng nhiều lắm anh em ơi. Rồi sao thoát ra? Đây nè, cảnh anh em ơi, cái game này mình nghĩ chắc là ăn bớt cái tỷ lệ ra đồ nhiều lắm anh em. Quái chưa? Anh em thấy mua cái này ba cao su thì một đống đồ luôn anh em ơi. Con mẹ nó, game gì đâu, giống như game lậu vậy trời. Y chang game lậu luôn anh em ơi, nó tặng đồ của nè, tặng đồ khủng bố luôn. Nạp 3k anh em, nạp cái này là 3k nha. Không, cái này để tháng sau mua anh em. Nó để tháng sau mình mua chứ gì hết, đúng không? Đây coi cái này level mấy, level 20 nhận được nè nè. Còn cái này là 100 F thì Cái này full level mấy ta? Không sao, để coi cái thời gian của cái này bao nhiêu ta? Thời gian của cái này là tới ngày 22 tháng 5. 22 tháng 5 à. Mấy trưởng? Cái này nó ra lỡ cỡ nè anh em, cái nó ra lỡ cỡ nè, đúng không? Ngày 22 tháng 5. Ôi đúng rồi. 22 tháng 5, 18 tháng 5. Ô vậy là hơn mười mấy ngày nữa mới hết anh em ơi. 30 mấy ngày nữa mới hết chứ. Nay là mới có ngày 18 tháng 4 nè, ngày 18 tháng 4 đúng không? Thì ở đây nó tới ngày 22 tháng 5. Ô còn lâu lắm anh em ơi, tháng sau mình còn mua được anh em ơi. Cái này em không phải anh em ơi, ngon lắm anh em ơi, không cần phải mua nè. Cái này những cái mình cần mua là cái nằm ở dưới nè, đó, những cái cần mua nằm ở dưới, còn không mua là nằm ở trên đó. Như cái này mình nhận được nè anh em, cái này nhận được nè, cái này mình không mua vẫn nhận được nè, đó, cái này level 60 không mua vẫn nhận được nè, đó. Ồ cũng im ha, im nha anh em nè. Cánh này level nhiêu ta? Level 80. Ồ tính ra cái phần thưởng này cũng ngon lắm nha anh em, 3k cũng đạt lắm á. Mình nghĩ cái game này mà nói của thằng VTC là anh em mình đảm bảo với anh em là chơi là ngon lành luôn rồi. Để coi bảng xếp hạng, có gì đây? Xếp hạng ở đây mình hạng mấy ta? 50+. Căng ghê chưa? Để coi. Không có. Cái này tầm bảo quay gì anh em ơi, tốn tiền như tốn lắm anh em ơi. Rồi cái này nhận được, có nhận được cái nhận tích nạp. Tôi tích nạp tiếng giới luôn á. Cái này vậy là nạp cái này khác, nạp cái kia khác luôn anh em ơi, nhận thưởng như nhau. Đợi anh em để coi 3k. Thời gian còn 5 giờ nè anh em ơi. Có nghĩa là cái này nó chỉ nhận thưởng ngày đầu thôi. Hên quá là mình nạp luôn anh em. Chả nạp 20k vàng thì được cái này, nạp 10k được cái vũ khí này. 10k hả ta? 10k Kim Minh Bảo á. Tại mình mua cái gói hồi nãy chứ không là ta nạp tầm 1 triệu là quất hết trơn là ngon nè. Mình chỉ nạp mình còn có 3k thôi đúng không? Nhận thưởng. Ôi nhận thưởng luôn. Cũng được anh em, nhận cũng được. Nạp anh em ơi, tổng cái này cũng như là tích nạp, phần thưởng nó cũng nhiều quá chứ. Được cái cánh nữa nè, ba cao su. Ít trời tạ. Ấy vậy là mình nạp được bao nhiêu rồi ta? Cái này mua anh em ơi, cái này mua. Mình tưởng đâu là cái này mình nhận thưởng nữa chứ, mua hay nạp ta? Trợ lực cái này đua top anh em ơi. Game này ha mà anh em không, cái game này mình nghĩ chắc là ăn boss sướng lắm anh em ơi, ăn boss sung sướng lắm, mình đảm bảo với anh em á, game này chắc là chơi ngon nè. Đó, đây mình được mấy luôn ha. Để coi nó lên được bậc 5 không anh em. Mới bậc 2 thôi. Không được rồi. Anh mua 80 888 bà nội già mày. Hết tiền cứ kêu mua hoài. Vui không lên nổi anh em ơi, mới bậc 3 thôi. Đấy kỹ năng đây mở nè. Qua. Mở nhiều kỹ năng quá nè. Thôi mình khuyên anh em nạp 1 triệu trở xuống thôi, đừng nạp nhiều. Anh em giàu có anh em nạp nhiều là anh em mỏi tay, anh em gán chịu. Ý là mình nạp mới có 1 triệu thôi, mình đang nãy giờ muốn mỏi tay luôn á, thì anh em cẩn thận nha, nạp nhiều mỏi tay gán chịu, mình nói trước rồi đó. Mỏi tay để úp được chiến thôi á, chứ không phải gì đâu. Tới lúc đó là đừng nói em không nghe lời anh, em nạp nhiều bây giờ em mỏi tay quá anh ơi. Cái chuyện đó là không có ra nghe anh em. Anh em mỏi tay thì đợi anh em nha, chuyện đó là mình không có quan tâm tới được, đúng không? Cái gì đấy, giải thưởng boss siêu mệnh. Đây nhận được cái nữa, đây cái gì đây ta, bảo giám chăn toàn hộ thể. Ô vô được tới 100 rồi nè, 50 rồi anh em ơi. Không phải đạt cấp 150 đã, cấp độ. À này là thưởng đua cấp anh em ơi. Thôi nói chung là tới đây mình cũng mỏi rồi anh em ơi, cũng không biết là nãy giờ bao nhiêu lâu rồi. 27 phút rồi nè anh em thấy không? Rồi nói chung là 27 phút là cũng hơi dài anh em, hơi mỏi tay rồi đó nha anh em. Thì cái còn lại thì mình sẽ nhường lại cho anh em năng tiếp của anh em nha, mình sẽ không năng của mình. Tới đây là để tháng sau anh em mình nạp tiếp nha anh em. Anh em mình nạp 1 triệu một là đủ rồi đúng không? Còn nếu anh em nào nạp thêm thì cứ chúc mừng anh em nha. Anh em mỗi tay anh em gắt anh em chịu á, mình nói trước rồi đó. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.